Hôm nay con tham gia làm đại sứ đọc của lớp bằng câu chuyện Tắm sạch tấm thân bạn thương bạn mến. Keeping your body clean and fresh are always near you. Con xin bắt đầu. Chú vịt con lông vàng không quan tâm đến việc tắm rửa sau giờ học. Chú về nhà rồi sau đó lại ra ngoài chơi với các bạn. A little bright yellow duck didn't care about bathing. After school, he arrived home and then went out to play with his friends. Sau khi mặt trời lặn, chú về nhà và bận lữ. Mình mệt quá, giờ mình chỉ muốn ngủ thôi. After the school sun had set, he came back home tiredly. I'm so tired, I want to sleep now. Ngày hôm sau, chú vịt con thức dậy muộn, thế là chú không đi tắm được. Next day, the little duck got up late, so he didn't take a bath. Ở trường, các bạn học tránh xa chú vịt con ở bẩn. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao ai cũng tránh xa mình? At school, his friend study away from the little dirty duck. What's going on? Why does everyone look away from me? Bạn hôi quá. Tớ không chơi với bạn đâu, đừng đến gần bọn tớ. Các bạn của chú vịt nói. You are smelly, I'm not playing with you. Don't come near us, his friend cried. Chú vịt con ở bẩn nghe thấy thế thì tự ngửi người mình. Trời, mình hôi quá. Chú vịt con buồn lắm. Chẳng ai đến gần chú hết. The little dirty duck had that so he smelled himself. I'm so smelly. The little dirty duck was so sad. No one came close to him. Giờ chú vịt con ở bẩn đã hiểu vì sao chú cần phải đi tắm. Now the little dirty duck understood why he had to take a bath. Con xin hết câu chuyện tắm sạch tấm thân bạn thương bạn mến. Con rút ra được bài học là con phải luôn tắm rửa, con không được để bẩn. Bye bye cô và thầy cô.